không sao, có tôi đây mà. Không sao, không sao. Anh ơi, ở đây người ta không cho hút thuốc đâu. Biết rồi, nhưng mà thèm quá. Cả tuần nay làm viện đã được điếu nào đâu. Anh hút thuốc không? Không, anh ra ngoài hành lang hút đi. Ra ngoài hành lang ấy, để bác sĩ réo ầm ĩ lên à? Không sao, có tôi đây. Này, có cần phải diễn sâu thế không? Có tôi đây không sao hết. Không sao, không sao. Cháy là... Cháy! Trời đất ơi, anh làm gì vậy? Đến đây với em đi. Em cần anh. Em sợ lắm. Em không ngủ được nếu không có anh. Tin nhắn này là thế nào? Thì cái cô bệnh nhân mà sang chấn tâm lý của em đó, cái này là do em ép anh đi gặp cô ta nghe. Em không bắt anh phải ôm cô ta, phải nhắn tin tình tứ như thế này. À, hóa ra là em bắt gặp chứ gì. Vậy thì càng tốt, anh miễn trừ trách nhiệm. Rõ ràng nè, cô ta ôm anh rồi tự nhắn tin cho anh, đâu có chiều ngược lại đâu. Kỳ này là em giao trứng cho ác rồi đó. Nhìn kìa. Cứ nhìn thấy gái là mắt sáng lên. Anh là hoa đã có chủ rồi, nhường chú cả đấy. Có anh nhìn thấy gái mắt sáng lên ý, anh không thấy đội trưởng đang bị giặc vây kìa. Thôi tôi đi nghe. Ôi, ôi, anh ơi, bạn em. Diễm ơi, Diễm, Diễm. Anh Minh. Vào đây. Anh, đội 2 báo cần tiếp viện. Có sư phụ gần viện tâm thần anh ạ. Thế à, đi ngay. Anh ơi, cô này bị sao thế ạ? Sang chấn tâm lý.